Chiều 15 tháng 9, tại phiên đấu giá đầu tiên, biển số 51K-888.88, thành phố Hồ Chí Minh, được đánh giá là sôi động nhất khi chỉ chưa đầy 10 phút đã chạm mốc 10 tỷ đồng. Chốt phiên, biển này dành cho người trả giá cao nhất lên đến 32,34 tỷ đồng. Biển số có mức giá cao thứ hai là 31K-555.55, Hà Nội, với 14,1 tỷ đồng. Giá cuối cùng của các biển còn lại như sau: 30K-567.89, Hà Nội, 13 tỷ đồng; 36A-999.99, Thanh Hóa, 7,4 tỷ; 99A-666.66, Bắc Ninh, 4,2 tỷ; 98A-666.66, Bắc Giang, 3 tỷ; 19K-555.55, Phú Thọ, 2,6 tỷ; 65A-399.99, Cần Thơ, 2,1 tỷ; 47A-599.99, Đắk Lắk, 1,3 tỷ; 43A-799.99, Đà Nẵng, 1,1 tỷ; 15K-188.88, Hải Phòng, 650 triệu đồng. Biển số ngũ quý năm đưa ra đấu giá. Ảnh: Phạm Dự. 15 ngày từ khi có thông báo kết quả, người trúng phải thanh toán toàn bộ tiền vào tài khoản chuyên thu số 1.410.123.456.789 của Bộ Công an mở tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Mỹ Đình, sau khi trừ 40 triệu đồng đặt cọc trước. Tiền trúng đấu giá chưa bao gồm lệ phí đăng ký xe. Bộ Công an sẽ cấp hóa đơn điện tử bán tài sản công và văn bản điện tử xác nhận biển số ô tô trúng đấu giá, gửi vào email cho người trúng đấu giá để làm thủ tục đăng ký xe. Biển trúng đấu giá chỉ được cấp khi làm thủ tục đăng ký biển số theo quy định của pháp luật về đăng ký xe. Trong 12 tháng kể từ ngày được cấp văn bản xác nhận biển số trúng đấu giá, người trúng phải đăng ký ô tô để gắn biển số. Trường hợp bất khả kháng thì được gia hạn không quá 6 tháng. Sau thời hạn này mà không nộp tiền trúng đấu giá, biển sẽ được chuyển vào kho và người trúng đấu giá không được hoàn trả đặt cọc. Người tham gia nhưng không trúng đấu giá sẽ được trả tiền đặt trước 40 triệu đồng trong vòng 3 ngày. Số tiền đấu giá thu được nộp toàn bộ vào ngân sách trung ương. Tiền lãi phát sinh, nếu có, trên số dư tài khoản nộp toàn.